Vâng, xin cảm ơn thầy Quân, thầy Ngọc và các thầy. Thì rõ ràng là chúng ta còn nhiều cái câu hỏi, và thực tế ra cái lâm sàng của chúng ta thì vô cùng là muôn hình vạn trạng, và thực tế nó đấy mới là thực tế, đấy mới là thực sự là những cái thứ mà chúng ta có thể học được rất nhiều từ bệnh nhân của chúng ta. Tôi biết là sẽ còn nhiều cái ca lâm sàng như vậy sẽ trình bày ở trong những cái phiên tới, trong tương lai. Nhưng mà thì hôm nay thì tôi cũng dành một chút thời gian để tổng quan lại về hai cái kỹ thuật mà chúng ta đã áp dụng ở Việt Nam cũng như là tại trung tâm cấp cứu A9 và Bệnh viện Bạch Mai. Chúng ta đều áp dụng hai kỹ thuật này, đó là kỹ thuật đo áp lực thực quản và kỹ thuật chúng ta có thể đo được và vẽ được cái đường cong PV hay là vòng là PV khi mà chúng ta áp dụng thông khí nhân tạo trên bệnh nhân ARDS. Thì tôi cũng nói một phần ngắn thôi, vì nội dung thì cũng rất là nhiều. Thực ra nói hai cái chủ đề này chúng ta có thể nói hàng tuần, nhưng mà vì là chúng ta không còn thời gian, nhiều thời gian để làm như vậy, thì tôi cũng chỉ giới thiệu qua các cái cập nhật thông qua hai cái kỹ thuật, và đặc biệt là nhấn mạnh về cái vai trò sử dụng các kỹ thuật đó để đánh giá về các cái đặc điểm cơ học phổi, các cái hiệu quả lâm sàng cũng như là trong nghiên cứu được chứng minh đến tại thời điểm này như thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ trình bày ở trong phần này. Thì chúng ta biết đây là về mặt cơ học phổi, thì giống như cái bài trình bày của bác sĩ trưởng, chúng ta thấy đó là cái tổn thương ARDS và tổn thương thâm nhiễm cả hai bên, và chúng ta sẽ nhìn thấy hiếm thấy một cái vùng còn lại của phổi ở phía trên, đó là cái vùng ở đây. Thì trên phim X-quang chúng ta nhìn thấy tổn thương ở chủ yếu ở phía dưới và hai bên, còn trên phim CT thì chủ yếu là phía dưới, và chúng ta nhìn thấy có một số các cái tia sáng trên phổi, đó là ở phía trên, ở phía đỉnh. Đây là cái đặc điểm rất là điển hình cho hầu hết các cái ARDS mà chúng ta gặp trên lâm sàng. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy ở các cái vùng phổi khác nhau ấy, thì chúng ta sẽ thấy là các cái vùng chủ yếu là đằng sau phổi thì là hầu như hết là không tham gia vào vấn đề thông khí. Và nếu chúng ta chia nó ra các vùng phổi ra thì nó sẽ có ba cái khu vực: cái vùng phổi trước, giữa và vùng phổi sau. Thì vùng phổi trước nó gọi là vùng phổi được thông khí, nó là vùng phổi duy nhất trao đổi khí có thể được xảy ra đối với bệnh nhân của chúng ta. Thì đây là cái vùng phổi mà chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta bảo vệ nó, bảo vệ phổi, đó là bảo vệ vùng đó. Cái vùng thứ hai là cái vùng phổi đóng mở theo chu kỳ, tức là cứ hít vào thì bơm vào phổi, và khi mà chúng ta cho bệnh nhân thở thì cái VT khi nó bơm vào đến gọi là mức độ đỉnh của cái VT đó, để hết VT đó thì nó sẽ đi vào cái vùng phổi này để mở cái vùng phổi này ra, và khi mà chúng ta kết thúc thì thở vào thì vùng phổi này đóng lại. Đây là một giống như cái cánh cửa chúng ta vậy. Và cái vùng phổi này là cái chiến lược thông khí của chúng ta, phải có chiến lược rất là đặc biệt, đó là chiến lược mở phổi, huy động phế nang, và đặc biệt là dùng pip. Khi dùng pip thì chúng ta sẽ tác động trên vùng phổi này. Đấy, chúng ta nói về bài của anh trưởng ấy, thì pip là tác động vào vùng phổi màu vàng, và giá trị của nó là để mở vùng phổi màu vàng. Còn cái vùng phổi tiếp theo là cái vùng phổi mà đông đặc hoàn toàn. Ở đây chúng ta nhìn thấy nó cả cái thì hít vào và thở ra nó đều bị đông đặc, nó đều không trao đổi khí. Và vùng phổi này cái chiến lược quan rất là quan trọng ấy, đó là vùng phổi xẹp, nên chiến lược quan trọng là phải mở nó ra. Thì chúng ta phải sử dụng áp lực cao, ví dụ như là dùng biện pháp là bơm áp lực có tới 40, 50, thậm chí 60 cm nước để mở vùng phổi này, hoặc và thời gian kéo dài có thể từ 40 giây, 30 giây, 40 giây, và có thể kéo dài đến 2 phút để chúng ta mở vùng phổi này. Đây là cái vùng phổi mà cần có sự dùng áp lực rất cao và thời gian rất là dài để chúng ta có thể can thiệp được và huy động được. Và một trong những cái khái niệm rất là cơ bản và liên quan đến cái cơ học phổi trên bệnh nhân ARDS mà chúng ta đã nói rất là nhiều rồi, đó là stress and strain. Và chúng ta có một cái phương trình rất là đơn giản thôi, nó nhấn mạnh được cái vai trò của cái áp lực căng ở trên phổi, nó là phụ thuộc với độ chung của tổ chức phổi và VT biến thiên. Thì độ chung của một tổ chức phổi là gì? Đối với phổi của bệnh nhân ARDS thì cái độ chung của nó là gì? Thường là chúng ta sẽ thấy độ chung nó sẽ tăng cái độ chung của phổi. Và khi tăng cái độ chung mà càng tăng lên bao nhiêu thì cái căng áp lực căng sẽ càng tăng lên bấy nhiêu. Cái thứ hai đó là nó phụ thuộc vào cái biến thiên của cái thể tích của cái vùng phổi đó. Thì biến thiên của thể tích đó bằng nó phụ thuộc vào cái khả năng chứa của vùng phổi. Nếu vùng phổi mà chứa tốt, có nghĩa vùng phổi lành, thì khi chúng ta bơm thể tích lớn, cái đen delta V ấy, nó là thể tích lớn hay là chính là VT, thì cái vùng phổi đó có thể khả năng chứa được nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta thấy được là rất là quan trọng. Chúng ta nhìn đánh giá được các cái vùng phổi khác nhau và cái độ chuyên giãn của vùng phổi khác nhau nó sẽ ảnh hưởng. Vấn đề quan trọng nhất là đối với ARDS là vì nếu chúng ta tất cả vùng phổi nó tổn thương giống nhau
cùng một loại thì chúng ta rất dễ để thở máy. Ví dụ như là tôi rất nói rất nhiều trong diễn đàn ấy, điều trị cho bệnh nhân COVID rất là dễ, bởi vì nó là một cái thể bệnh, nó chỉ khó là trên nền các bệnh nhân khác nhau thôi, bởi công thức nó có rồi, chúng ta thể áp dụng công thức, chúng ta thể có gói điều trị cho hầu hết các bệnh nhân. Nhưng cái sự đặc thù của các bệnh nhân, nó quần thể của các bệnh nhân có thể khác nhau, đó chính là cái mà chúng ta cần phải vi chỉnh. Và như thầy Ngọc nói là đi trên dây ấy, thì là đi trên dây là chúng ta phải cân nhắc từng từng bệnh nhân một. Và đấy với vai trò của hồi sức, hiện nay thì tôi đang ở trong Đắk Lắk thì mọi người cứ nghĩ là hồi sức thì đơn giản, nhưng thực tế là tôi cũng nói trong các cái diễn đàn cũng như là nói ở trong các cuộc họp là để đào tạo bác sĩ hồi sức rất là tốn công tốn sức, đúng không ạ, tốn của, chứ không phải là chúng ta cứ ngày một ngày hai chúng ta đào tạo ra được một bác sĩ hồi sức, ví dụ như giáo sư Ngọc chẳng hạn, thì đến Việt Nam này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, chứ không thể có được nhiều người như vậy được. Và nếu như cái vùng phổi mà chúng ta được, quay lại vấn đề về phổi, thì nếu mà các vùng phổi lành mà ở cạnh các vùng phổi mà bị đông đặc và bị có tổn thương, thì cái vùng phổi lành đó là vùng phổi chịu trận và nó sẽ tổn thương tiếp tục diễn biến. Nói về áp lực xuyên phổi thì các thầy ở trên cũng đã nói, chúng ta biết rồi, áp lực xuyên phổi là cái rất là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phế nang. Đó là gì? Đó chính là cái áp lực xuyên phổi chính là lấy áp lực của đường khí và trừ đi cái áp lực ở bên ngoài khoang màng phổi, áp lực trong khí đường khí và áp lực khoang màng phổi. Thì cái áp lực này chúng ta đều đo được. Ví dụ cái áp lực đường khí là chúng ta sử dụng cái hệ thống đo áp lực đường thở, chúng ta có thể đo được áp lực đường khí. Chúng ta có nhiều loại áp lực đường khí, ở trên đây chúng ta có áp lực miệng, áp lực trong khí quản, áp lực ở trong phế nang. Và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải sử dụng áp lực ở trong phế nang. Bởi vì áp lực trong phế nang là áp lực mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái phế nang đó. Do đó thì chúng nếu mà đo được áp lực trong phế nang thì chúng ta mới có thể xác định được cái vùng mà chúng ta quan tâm, đó chính là cái vùng tổn thương của phổi. Thì nếu áp lực của phế nang chúng ta đo bằng gì? Đo bằng áp lực P plateau. Đấy là cái mà chúng ta thường là đo. Và áp lực P plateau là gì? Là áp lực cao nhất của cái áp lực ở trong phế nang đó. Nhưng thực chất áp lực phế nang diễn biến theo chu kỳ thở, chứ nó không phải là áp lực chỉ một con số áp lực như vậy. Và khi chúng ta đo áp lực thực quản cũng là một con số diễn biến theo cái chu kỳ của nhịp thở, và nó phụ thuộc vào cái độ giãn nở của bản thân phổi và độ giãn nở của thành ngực nữa. Sau đó áp lực thực quản cũng là một con số động, chứ không phải là con số tĩnh mà chúng ta thấy thực tế. Vậy thì nếu chúng ta được có hai con số đó trong cùng một thời điểm, chúng ta phải đo cùng một thời điểm, thì chúng ta mới biết được chính xác là cái áp lực xuyên phổi của bệnh nhân là bao nhiêu. Giống như là rất nhiều trường hợp chúng ta nói về cái áp lực cao nguyên trong bài trình bày bác sĩ trưởng, nhưng chúng ta không biết áp lực thực quản, và chúng ta không biết là tại cái thời điểm chúng ta đo áp lực cao nguyên đó thì áp lực thực quản là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ không tính được cái gì cả. Dừng lại. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải theo dõi áp lực thực quản? Và áp lực thực quản thì chúng ta biết là bình thường ấy, thì cái áp lực thực quản rất là thấp trong điều kiện rất là bình thường ở cái phổi. Thì ví dụ như là áp lực ở đây trong cái bài nghiên cứu này ấy, thì cho rằng là cái áp lực thực quản nó có thể trong cái phổi bình thường thì dao động tối đa của nó giãn hết cỡ thì áp lực xuyên phổi nó có thể lên đến 30 đến 35 cm. Và trong nếu mà chúng ta để cao hơn nữa thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là gì? Cái phổi nó giãn căng quá mức. Và cái cách thức chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là nếu như chúng ta đo cái áp lực căng phổi, tức là áp lực giãn hết của phổi, thì chính là cái áp lực xuyên phổi đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ở đây có hai cái tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất là chúng ta thở trên cái phổi mà cái chúng ta đặt cái gọi là cái áp lực đường khí ở đây đều là giống nhau. Chúng ta nhìn thấy trên máy thở áp lực đường khí là rất là giống hệt nhau, là 30 cm. Nhưng mà áp lực của xuyên phổi ấy, thì nó lại phụ thuộc vào gì ạ? Nó sẽ phụ thuộc vào cái bản chất của cái phổi. Ví dụ cái phổi bên trái là phổi bình thường, cái phổi bên phải là cái phổi là có cái thành ngực nó cứng. Thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp đó thì chúng ta thấy là áp lực thực quản ở trong hai trường hợp này sẽ khác nhau. Ví dụ như trong trường hợp bên trái áp lực thực quản chỉ có 5 cm và bên phải là áp lực thực quản 15 cm. Và khi mà chúng ta biết là một bên là 5 và bên 15 thì cái áp lực của xuyên phổi đấy thì bên trái là gì? Nó rất là cao, tới 25 cm, nhưng bên phải là chỉ có 15 cm thôi. Như vậy khi mà chúng ta nhìn thấy một cái áp lực ở trên đường khí mà chúng ta không biết được
cái áp lực ở trong phổi là bao nhiêu, thì lúc đó chúng ta sẽ không có được cái định hướng gì để chúng ta có thể thay đổi được các cái thông số về máy thở. Ví dụ như trong trường hợp này, chúng ta thấy là rõ ràng là áp lực giống nhau, nhưng mà cái thanh ngược là một yếu tố nó can thiệp vào và nó gây ra một cái ảnh hưởng lên cái áp lực của đường khí. Và đấy là lý do tại sao trong những trường hợp, một số trường hợp đặc biệt trong hồi sức, thì chúng ta cần phải có sự theo dõi rất là sát cái áp lực ở trong lồng ngực mà thông qua được thực quản. Và ở đây thì chúng ta đo được áp lực thực quản ở đây thì chúng ta sử dụng một cái ống thông và chúng ta đặt vào trong thực quản, và vị trí mà chúng ta đích để đo là 1/3 dưới của thực quản. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh một cái ống thông cũng như là các cái máy thở. Ở đây chúng tôi lấy ví dụ một loại máy thở thôi. Còn có nhiều cái máy thở khác cũng có chức năng để đo được cái áp lực thực quản này. Và nếu mà vị trí mà đặt ở cái bóng thực quản là đúng, thì chúng ta sẽ theo dõi cái biểu đồ diễn biến của áp lực thực quản, và chúng ta sẽ nhìn thấy các cái sóng, các cái nhịp đập của tim ở đó. Và cái áp lực thực quản ấy thì nó có giá trị khoảng tương tự như là áp lực của bàng quang, nhưng mà nó có thể cộng trừ 10 cm nước so với áp lực bàng quang. Và tất nhiên là nếu mà theo chúng ta đánh giá thì cái áp lực thực quản ở vị trí nó đúng, thì là áp lực thực quản đó nó phù hợp tình cái tình hình, cái thực trạng của bệnh nhân. Và nếu chúng ta có thể làm được một cái nghiệm pháp gọi là nghiệm pháp Aidur, thì có thể giúp cho chúng ta thấy được là cái vị trí chính xác của cái bóng thực quản. Nào, thì, bình thường thì khi nào chúng ta đo áp lực thực quản? Thì thứ nhất là áp lực thực quản được áp dụng cho tất cả các cái thở máy khác nhau, và trong cái vấn đề mà chúng ta làm rất các hầu hết các nghiên cứu về cơ học phổi thì bắt buộc chúng ta phải đo áp lực thực quản. Nhưng về mặt áp dụng lâm sàng thì áp lực thực quản được áp dụng nhiều nhất là cho những trường hợp có tổn thương phổi, đặc biệt là bệnh nhân ARDS, khi mà chúng ta cài đặt các cái thông số ví dụ FiO2 quá cao rồi, PiP quá cao rồi mà cái không thể duy trì được SpO2, ví dụ như các trường hợp của bác sĩ trưởng vừa nêu cho chúng ta. Tức là cái chúng ta phải tối ưu hóa được cái điều trị, thì trong những trường hợp mà cài đặt theo cái hướng dẫn rồi mà không đạt được, thì chúng ta cũng phải tìm cách khác, có nhiều cách để tìm trong trường hợp đó, có nhiều cái giải pháp, nhưng trong đó có cái việc sử dụng cái bóng thực quản để chúng ta đo áp lực thực quản hay áp lực trong khoang màng phổi. Và trong trường hợp khác nữa là ví dụ P-Palato không đạt được, chúng ta được cài đặt thông số rồi P-Palato vẫn tiếp tục tăng, và chúng ta đang đặt ra câu hỏi là có thể tăng được VT hay không, có thể tăng được PIP hay không, trong trường hợp mà P-Palato đã đạt được cái ngưỡng mà cao nhất cho phép. Rồi áp lực trung bình đường thở cũng tăng rất cao trong trường hợp, một số trường hợp thì chúng ta gọi là hết cách rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cái giải pháp, trong đó có cái việc đo áp lực thực quản, rồi các chỉ số về oxy, rồi những trường hợp bệnh nhân sử dụng các cái hướng dẫn của ARDS mà thất bại thì chúng ta áp dụng cái đo áp lực thực quản. Và bình thường ấy thì áp lực thực xuyên phổi thì chúng ta thường đo bằng đo cái áp lực cao nguyên. Và áp lực thực quản thì cái dao động bình thường của người lớn là khoảng 13 đến 18 cm là cao nhất. Và trong những trường hợp mà chúng ta có thể đặt dùng PIP thì chúng ta ở cuối thì thở ra, thì chúng ta biết là cái áp lực, nếu đo được áp lực thực quản thì chúng ta cũng có cái áp lực xuyên phổi ở trong trường hợp mà có PIP, thì lúc đó thì giá trị bình thường nó thấp hơn so với thì thở vào hay là cuối thì thở vào, đó là từ 3 đến 0 cm. Nào, về mặt kỹ thuật thì khi mà chúng ta đo cái áp lực thực quản thì đây là một cái sơ đồ một cách tương đối và tổng quan cho chúng ta biết là những cái thông số mà khi mà chúng ta thở máy, thì cái hình chúng ta thấy dạng sóng của máy thở ở đây, thì ở hình ở trên cùng ấy, đó chính là cái áp lực của đường thở, và đây là một dạng sóng rất là điển hình là sóng vuông. Sau đó chúng ta sẽ tưởng tượng ra nó có thể là trong trường hợp chúng ta thở VCV đặt dạng dạng sóng giảm dần như ở cái phần thứ hai, cái dòng thứ hai là chúng ta sẽ thấy đấy là dạng sóng của máy thở. Hay nữa, dòng thứ ba là chúng ta thấy thể tích, đo bằng thể tích, và cuối cùng là cái dòng cuối cùng đó là cái hình ảnh của áp lực thực quản. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây cái điều gì? Thứ nhất là áp lực thực quản ấy là nếu mà chúng ta nhìn điển hình sẽ nhìn thấy là cái
thay đổi của sóng mạch ở đây, của tim ở đây. Đấy, như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy nó có hình theo đáp ứng của từng nhịp thở một, đồng thời nó lại có cái hình ảnh của tim, những nhịp đập của tim. Đấy, thì chứng tỏ cái vị trí của nó là đúng cái vị trí ở gần tim. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta bơm bóng lên ấy, thì cái xung mà dao động của áp lực thượng quạt cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như ở bên chúng ta nhìn thấy là hình A và hình B, cái xung rất là khác nhau, nó phụ thuộc vào cái số lượng khí mà chúng ta bơm vào quả bóng. Và nếu mà chúng ta bơm vừa phải thì chúng ta sẽ nhìn thấy dạng sóng nó rất là điển hình, ví dụ như ở hình B. Và nếu như chúng ta thấy cái phổi tốt ấy, và dạ thổi phổi tốt và sự giãn nở của phổi tốt, hoặc là nếu là chúng ta thấy cái độ giãn nở của thành ngực tốt, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở hình bên tay phải, hình C, là sẽ thấy được là cái trên cái biểu đồ về áp lực ở cột biểu đồ áp lực theo thể tích, thì chúng ta thấy nó sẽ là một cái đường là tương đối là đồng, gọi là tương quan đồng nhất. Còn nếu ở trên hình áp lực thì chúng ta sẽ nhìn thấy là vì là có cái khi mà bơm vào phổi thì chúng ta thấy có cái vai trò của sức cản đường thở, nên nếu mà chúng ta biểu diễn cái sóng áp lực mà theo cái áp lực của đường khí thì chúng ta sẽ thấy cái sự có một sự chậm lại của biến thiên áp lực, và cái sự chậm lại của biến thiên áp lực đấy tạo cho chúng ta một cái hình ảnh như là một quả chám đây. Thế là do sự chậm lại của biến thiên áp lực. Đây là hoàn toàn bình thường nếu mà chúng ta đặt xác định trên vị trí của áp lực thực quản, thì đây là một hình ảnh rất là đẹp. Và nếu như chúng ta bơm bóng thực quản bằng khí đấy, thường là theo mà chúng ta các cái thể tích khác nhau, thì người ta có thể đánh giá được từ hình A, hình B và hình C. Thì hình A là gì? Hình bạn A là chúng ta thấy là cái dao động của sóng thực quản nó không được tốt, không được cao, nó thậm chí là chúng ta không nhìn thấy dao động thực quản. Điều đó chứng tỏ là cái quả bóng của chúng ta bơm nó quá là xẹp. Và hình B là hình rất là tốt, chúng ta nhìn thấy sóng dao động thực quản rất là tốt. Và hình C là gì? Chúng ta thấy là chúng ta bơm quá mức, đúng không? Quá mức làm cho quả bóng thực quản nó giãn căng lên và nó thay đổi được các cái thông số, đặc biệt là dòng chảy của đường khí. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy. Và một trong những cái thủ thuật mà chúng ta để đánh giá xem là cái bóng thực quản nó tốt hay không, đó là chúng ta sử dụng cái kỹ thuật đó là ngừng thở, cuối thì thở ra, giống như là chúng ta đo autopip để chúng ta nhìn trên dạng sóng của sóng thực quản. Thì khi mà chúng ta ngừng như vậy thì điều gì xảy ra? Thì dao động của áp lực đường khí và dao động của áp lực thực quản nó sẽ giống hệt nhau. Ví dụ như là trong trường hợp A là chúng ta sẽ thấy là đường khí của bệnh nhân khi mà nín thở đấy, bệnh nhân có những cái nhịp tự thở, thì khi nhịp tự thở thì bệnh nhân sẽ thở là sóng áp lực sẽ trở thành là gọi là sóng âm, thì áp lực thực quản cũng trở về sóng âm. Đấy, như vậy là chứng tỏ cái vị trí áp lực thực quản này nó rất là đánh giá chính xác được cái thay đổi áp lực ở trong trong khoang màng phổi. Và cái nếu mà trong trường hợp mà chúng ta để cho bệnh nhân là gì ạ, ví dụ chúng ta bệnh nhân ngừng thở hoàn toàn rồi, chúng ta có thể ép, giống như ép tim, ép tim thì chúng ta thay đổi cái áp suất ở trong khoang màng phổi, thì cái áp lực đường khí nó cũng sẽ thay đổi ở trong hình B. Chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái sóng áp lực dương ở trên đường khí, và áp lực thực quản nó sẽ thay đổi tương tự như vậy, cũng là áp lực dương trên cái biểu đồ theo dõi áp lực thực quản. Và bình thường nếu hai cái này bằng nhau là đẹp, nhưng mà nó có thể cho dao động từ 0,8 đến 1,2 cái tỷ lệ thay đổi về áp lực thực quản so với áp lực đường khí. Vậy thì vai trò của cái việc theo dõi áp lực thực quản trên thế giới thì rõ ràng là có nhiều các cái nghiên cứu đã đề cập đến vấn đề này, và đây là nghiên cứu cũng tương đối là cũ rồi, cách đây khoảng 13 năm rồi, của Daniel Tamor, đăng trên tạp chí rất nổi tiếng New England Journal of Medicine. Nghiên cứu đầu tiên đánh giá về cái việc áp dụng áp lực thực quản nó có cải thiện gì về mặt tiên lượng bệnh nhân chân bệnh nhân ARDS hay không. Thì về nguyên tắc là trong nghiên cứu, đây là một nghiên cứu rất là hoàn chỉnh, họ so sánh giữa nhóm 1 và nhóm 2. Đó là nhóm 1 là có thể sử dụng áp lực thực quản để điều chỉnh cái giá trị của PEEP, và cái nhóm 2 là cái nhóm mà chúng ta sử dụng cái biện pháp theo dõi thường quy, cài đặt PEEP thường quy mà tại thời điểm đó người ta sử dụng ARDS-NET, và để xem là cái có cải thiện oxy hay không, có cải thiện được cái độ giãn nở và có thể cải thiện được tỷ lệ tử vong hay không. Thì nhìn vào đây chúng ta nhìn thấy là giữa hai nhóm khác nhau, và giữa nhóm theo dõi bằng áp lực thực quản đặt PEEP và cái nhóm điều trị thường quy, thì số lượng bệnh nhân ở trong nghiên cứu này rất là nhỏ thôi, chỉ khoảng 30 bệnh nhân.
Tôi nghĩ là nhiều khi chúng ta cứ hay cầu toàn về cái câu chuyện để so sánh các cái bệnh nhân của chúng ta, nhưng mà 30 bệnh nhân là rõ ràng là cũng đã thấy được cái hiệu quả rất là rõ rệt trong nghiên cứu này. Và sau đó thì họ theo dõi tại thời điểm ban đầu trước khi chúng ta thay đổi áp lực thực quản, và sau đó sau 3 ngày thì kết quả là sao, thì thấy rõ ràng là về cái tiêu chí nghiên cứu chính đó là thay đổi cái oxy thì cải thiện rất là rõ rệt ở trên cái nhóm mà sử dụng cài đặt kíp dựa vào cái áp lực thực quản. Các cái chỉ số khác thì độ giãn nở của phổi cũng được cải thiện, cũng như là chỉ số khoáng chất trên PT cũng được cải thiện rất là rõ rệt, nhưng đặc biệt là vấn đề oxy. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy là sự cải thiện đó xuất hiện từ khi nào. Cải thiện đó xuất hiện khi mà chúng ta bắt đầu cài đặt cái áp lực thực quản, thì cài đặt PEEP theo áp lực thực quản, thì cái sự khác biệt nó rất là rõ rệt. Điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta đo được áp lực thực quản thì ngay lập tức chúng ta có thể ra được những cái con số, và con số đó có thể giúp chúng ta cài đặt PEEP một cách rất là phù hợp cho bệnh nhân. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái thay đổi về áp lực xuyên phổi, rồi áp lực vibrato, rồi các cái áp lực xuyên phổi thì hít vào thì thở ra, cũng như là giá trị PEEP, thì đều thấy ở trên nhóm mà chúng ta sử dụng cái bóng thực quản là cái việc mà áp dụng PEEP cao hơn, việc áp dụng T-plateau cao hơn, và đương nhiên là cái áp lực xuyên phổi của chúng ta trong trường hợp đó cũng thấy rất rõ là nó có cái sự cải thiện, đúng không? Cải thiện theo cái hướng là gì? Thì hít vào thì phổi được mở, thì thở ra phổi không xẹp lại. Và đặc biệt là cái tiêu chí phụ thôi, nhưng mà lại tiêu chí quan trọng, đó là cải thiện được tỷ lệ tử vong. Thì đây là nghiên cứu, có lẽ là nghiên cứu hiếm hoi chứng minh được cái việc sử dụng một cái thiết bị chỉ là để theo dõi thôi, để hướng dẫn điều trị thôi, nhưng nó cải thiện được cái tỷ lệ tử vong. Và đương nhiên với cái con số như vậy thì chắc chắn là rất nhiều nghiên cứu khác người ta cũng bắt chước theo để chứng minh xem là nó cải thiện như thế nào. Và đó là lý do tại sao các cái nghiên cứu người ta so sánh và làm đa trung tâm với số lượng lớn hơn được triển khai. Và đây là một nghiên cứu mới nhất đăng trên tạp chí JAMA năm 2019, thì người ta sử dụng những cái quy trình mà của Tangmo vừa làm ở trong nghiên cứu 2008, và họ so sánh xem là thực ra cái sử dụng cái đặt tiếp theo được thực quản nó cải thiện hay không. Thì trong cái nghiên cứu này cho ta thấy là không cải thiện được tỷ lệ tử vong. Như vậy rõ ràng cái kết quả này là kết quả chúng ta không mong muốn rồi. Chúng ta đang kỳ vọng rằng một cái biện pháp cũng không phải là khó khăn, không quá là xâm lấn, nhưng nó lại cải thiện được tỷ lệ tử vong. Trong nghiên cứu này thì tất cả mọi người cho kết quả rất là thất vọng. Tuy nhiên thì rõ ràng là chúng ta biết là trong thực hành lâm sàng thì có những cái vấn đề mà khi đưa vào nghiên cứu nó cũng chúng ta nhìn thấy có rất nhiều cái việc được gọi là bias. Ví dụ như là các bệnh nhân tổn thương phổi do ARDS thì không phải tất cả bệnh nhân đều giống nhau. Mỗi một bệnh nhân có một tổn thương khác nhau, các cái vùng phổi bị tổn thương khác nhau. Có người thì bị nhiều ở vùng trước, vùng trên, có người thì bị nhiều ở vùng dưới, sau vùng dưới. Và kể cả cái mức độ P trên F cùng nhau, nhưng mà thực tế ra trên mỗi một bệnh nhân như vậy nó cũng rất là phức tạp. Do đó những cái nghiên cứu mà cái gì có tính chất là cái quần thể bệnh nhân là cái hội chứng gì đó, như là hội chứng ARDS là một dạng hội chứng, thì cái việc đưa ra một kết quả đồng nhất nó cũng rất là khó khăn. Do đó mà chúng ta đọc cái kết quả nghiên cứu đó, chúng ta thấy mặc dù là cái gọi là cái niềm tin của chúng ta nó bị giảm đi, nhưng mà rõ ràng là có rất nhiều thứ mà chúng ta thấy rằng là chưa chắc nó đã đúng. Đúng là gì? Ví dụ như là đơn giản đây là một cái nghiên cứu tôi nói với các bạn là rất nhiều trường hợp mà bệnh nhân COVID ấy, mà trong cái bài trình bày của bác sĩ trưởng cũng nêu ra, thì có những cái thể lâm sàng thấy được cái CO2 của bệnh nhân tăng rất là cao. Chúng tôi gặp rất nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, CO2 tăng rất cao, có thể 50, 60, có thể hơn 100 liên tục như vậy, và tăng kéo dài đến mức độ H3 trừ bù trừ luôn. Đấy là cái chúng ta phải nói, đây là một thực thể, ta phải thấy rõ cái điều đó. Thì trong những cái thực thể như vậy thì rõ ràng là nếu oxy mà giảm, CO2 tăng, thì chỉ còn cách duy nhất là chúng ta làm ECMO thôi. Nếu mà có điều kiện là chúng ta làm ECMO, nhưng mà có phải khi nào chúng ta có ECMO đâu. Điều kiện ECMO của chúng ta không sẵn sàng ở tất cả các tuyến, và cũng như là trong thời gian gần đây chúng ta đang rất thiếu thốn về tư tiêu hao, thì khi đó chúng ta phải tìm cái biện pháp nào để điều trị cho bệnh nhân. Thì đây là một trong những ví dụ để nói về cái việc điều trị bệnh nhân đó. Đó là gì? Sau khi mà thấy cái áp lực P, cái đường thở rất là cao, P plateau rất là cao, thì người ta quyết định là gì? Người ta quyết định là đặt cái bóng thực quản. Và nhờ cái việc đặt bóng thực quản như vậy thì chúng ta đã mạnh dạn được hơn cho vấn đề
đặt cái tip cao hơn so với khuyến cáo, cao hơn. Và chúng ta thấy là gì, mặc dù đặt tip cao hơn như vậy nhưng mà cái thay đổi về áp lực thực quản không thay đổi. Điều đó chứng tỏ gì, cái tip cao đó nó không ảnh hưởng đến cái cơ học phổ trên bệnh nhân. Vấn đề thứ hai nữa là khi mà CO2 tăng cao như vậy thì bằng sử dụng cái bóng thực quản chúng ta có thể giảm được, có thể là giảm được tip, xin lỗi đây là xin lỗi đây, cái hình bên trái là chúng ta tăng VT được để áp lực có thể cao hơn, và cái hình bên phải là chúng ta có thể giảm được tip để làm cho cái áp lực ấy, cho duy trì được áp lực nhưng mà cái áp lực đẩy vào có thể chấp nhận cao hơn. Ví dụ như thầy Ngọc vừa nói là khuyến cáo chung là duy trì là ở dưới 15 cm nước, nhưng trong một số trường hợp chúng ta, nếu chúng ta theo dõi được thì cái khuyến cáo đó có thể là gì, chúng ta có thể cao hơn, tức là chúng ta sử dụng áp lực đẩy vào sẽ cao hơn trong trường hợp này. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta có thể áp dụng được, đó là cái trong những trường hợp mà bệnh nhân có tăng áp lực ở bụng, thì tăng áp lực ở bụng là một trong cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất nhiều trên bệnh nhân nội soi, nó gặp trên bệnh nhân nội khoa, gặp trên những bệnh nhân có phẫu thuật, và đặc biệt là những bệnh nhân béo phì là chúng ta gặp về áp lực rất là cao. Thì khi những cái chuyện như vậy thì cái việc điều trị cho bệnh nhân rất là khó khăn, bởi vì chúng ta thấy là vừa đặt xong đã thấy áp lực đường thở rất là cao, áp lực P plateau rất là cao. Thì khi đó thì chúng ta làm gì? Khi đó chúng ta phải chọn cái biện pháp nào đó để điều trị cho bệnh nhân. Thì trong đây chúng ta sẽ nhìn thấy là việc mà tăng áp lực ở bụng như vậy thực sự là một trong những cái rào cản rất là lớn cho vấn đề điều trị thông khí. Và trong cái bài trình bày, bài gọi là bình luận của giáo sư Paulo Pelosi đã đề cập đến vấn đề đó, tức là chúng ta trong những trường hợp có tăng áp lực ở bụng thì điều cũng rất là quan trọng là chúng ta phải theo dõi được cái áp lực ở bụng, chúng ta phải thông khí bảo vệ phổi, chúng ta phải cho an thần sâu giãn cơ, và đôi khi chúng ta phải mở ở bụng khi mà có hội chứng khoang, đặc biệt là ví dụ những bệnh nhân có hội chứng khoang sau chấn thương, hoặc những bệnh nhân có tổn thương ở bụng, ví dụ như là bệnh nhân viêm tụy cấp. Cái chủ đề thứ hai mà tôi xin trình bày ấy, đó là liên quan đến vòng lọc PV trên bệnh nhân thở máy. Đây là một cái vòng lọc mà chúng ta đã trình, tức là đã có từ rất là lâu rồi. Chúng ta cũng có nhiều nghiên cứu để áp dụng cái việc vòng lọc này trên bệnh nhân ARDS. Thì nếu chúng ta nhìn vào đây thì đây là một cái nghiên cứu rất là cơ bản, cho chúng ta thấy là cái sự thay đổi của tổ chức phổi và các vùng thông khí của phổi theo theo cái áp lực mà chúng ta tăng lên. Ví dụ như áp lực ở đây tăng từ 10, 20 và 30. Thì chúng ta nhìn thấy bên trái là hình ảnh CT của phổi, và bên phải là cái hình ảnh cái sự biến thiên của áp lực theo thể tích, hay là chính là vòng lặp PV. Thế thì khi mà chúng ta muốn làm cái gì đó đối với phổi thì việc quan trọng nhất để chứng minh là cái việc đó tốt hay không thì tiêu chuẩn vàng đấy, đó chính là chúng ta sử dụng CT là tiêu chuẩn vàng. Chúng ta biết là từng cái vùng phổi một theo cái chu kỳ thở chúng ta nhìn thấy nó được mở ra như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là CT là một cái công cụ không thể thực hiện tại giường được. Thì cái việc mà chúng ta đo cái áp lực, đo cái thể tích và chúng ta vẽ được vòng lặp theo cái sự thay đổi thể tích theo áp lực, chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi tương tự như trên CT. Đấy, thì đây là một cái hình ảnh để chúng ta muốn là chúng ta liên tưởng rằng là nếu không có CT thì những cái biện pháp gì có thể thay thế CT được, thì đây là một trong những biện pháp như vậy. Và với một cái thể tích thay đổi hay là thì ta thấy là hay là một sự thay đổi áp suất ở trên cái chụp chụp hành này thì sẽ tương ứng với một sự thay đổi về thể tích theo thời gian, và mỗi một cái điểm như này là điểm chúng ta dừng lại để đo, giống như cái hình ảnh một cái lần chúng ta chụp CT vậy, dừng lại để đo, và chúng ta sẽ vẽ được cái đường cong như ở bên trái này, hình B này, đường cong đó, và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng sự biến thiên của các cái điểm đó và xu hướng của nó bị thay đổi, thì chúng ta sẽ có điểm uốn, ví dụ điểm một và điểm ba là cái điểm yếu uốn mà liên quan đến sự thay đổi một cách gọi là đặc tính của cái đường cong đó, thì chúng ta nó có khái niệm, nó là khái niệm đường uốn. Và nếu chúng ta nhìn thấy ở đây là một cái hình ảnh rất là rõ rệt, nếu chúng ta so sánh cái phổi của cùng một bệnh nhân ở điều kiện bình thường ở bên trái đó là cái hình chấm đậm, thì cái diễn biến của nó là chúng ta sẽ nhìn thấy là bơm vào bao nhiêu thể tích và áp lực sẽ thay đổi thì như vậy, thì nó thường là nó diễn biến một cách gọi là rất là tuyến tính, thế là chứng tỏ cái phổi này rất là bình thường. Nhưng mà khi mà bệnh nhân có tổn thương phổi, ví dụ cho bệnh nhân ARDS, thì chúng ta thấy
Diễn biến của đường cong là gì? Nó bắt đầu ngả dần về phía trục hành, giãn ngả dần về phía trục hành. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Để mà thông khí cho cái phổi này thì chúng ta cần phải áp lực cao hơn. Điều đó chúng ta sẽ thấy rõ trên thực tế lâm sàng, và chúng ta thấy là đây có những điểm uốn ở các cái thời điểm thay đổi. Để ở phía dưới chúng ta gọi là điểm uốn thấp, ở phía trên chúng ta gọi là điểm uốn cao. Tại sao chúng ta cần phải biết điểm uốn thấp hay điểm uốn cao? Thì để liên quan đến cái chiến lược mà chúng ta điều trị bệnh nhân. Chúng ta cái vùng phổi của chúng ta là cái vùng phổi, thì sẽ thấy ở vùng phổi bình thường nó nằm ở đây. Đúng không ạ? Cái vùng phổi mà xẹt tức là đáy ở phía dưới, nó nằm ở đây. Và vùng phổi ở phía trên, nếu mà chúng ta thông khí, bơm thể tích lớn, áp suất lớn thì nó sẽ nằm ở đây, nó gọi là vùng phổi giãn căng quá mức. Và cái việc thông khí để đảm bảo cái phổi nó được tốt thì chúng ta chỉ dao động ở cái vùng phổi giữa này, tức là nằm ở cái vị trí từ đây đến đây là vị trí tốt nhất để chúng ta thông khí cho cái phổi đó. Và nếu như mà chúng ta để nó cao quá mức thì chúng ta VT đặt cao quá chẳng hạn, thì nó sẽ đến cái vị trí này. Đó là cái mà cái vùng phổi mà chúng ta phải bảo vệ phổi, tức là chúng ta phải sử dụng VT thấp để làm sao nó không xảy ra cái hiện tượng như này. Hiện tượng như này chúng ta gọi là hiện tượng mỏ chim, tức là cái diễn biến nó tạo dựng giống như cái mỏ con chim. Thế nên do đó là chúng ta phải tránh cái chuyện đó bằng cách là cài đặt VT phù hợp, gọi là VT thấp. Và cái VT thấp đó được đưa ra đầu tiên là qua cái hướng dẫn của ARDS-NET. Chúng ta nhìn thấy đây các quy trình ở đây. Cái vùng phổi thứ hai là vùng phổi chúng ta cần phải tránh tránh để xẹt. Nếu mà chúng ta để xẹt thì sao ạ? Thì khi mà để mở cái lần thứ hai thì chúng ta phải bơm một cái áp lực rất là lớn để mở nó ra. Thì do đó mà cái việc vai trò của PEEP rất là quan trọng. Cái vùng phổi này thường gặp ở đoạn ở vùng phổi xẹp ở phía giữa hoặc là phía sau của phổi, như mà trong cái hình chúng ta thấy ở trên. Vậy thì để đo được những cái câu chuyện vòng lặp như vậy thì đơn giản chúng ta thấy là máy thở sẽ là cái dụng cụ đo được, và người ta thường thường sử dụng cái cảm biến về áp lực đặt ở trong máy, hay gặp cái đa phần là như vậy. Chúng ta sẽ đặt cái cảm biến áp lực ở trong máy. Vậy thì cái cảm biến áp lực đó nó sẽ chịu gì? Để nó đo được áp lực thì nó phải đo được áp lực ở trong phổi bệnh nhân. Đấy, thì như vậy là cả một đoạn rất là dài, nó phải làm sao, nó phải vượt qua, nó phải thắng được, và nó phải cân bằng cái áp lực để chúng ta có thể đo. Vì thời gian để đo áp lực rất là tốn thời gian. Tốn thời gian tất nhiên là tính bằng bằng không tính bằng giờ, bằng phút, mà tính bằng mili giây thôi. Nhưng mà mili giây một sự chậm trễ đó nó cũng thành ra rất nhiều cái thời gian để chúng ta đo. Và cái biện pháp mà tốt hơn nữa là chúng ta sẽ đặt cái đầu đo áp lực gần bệnh nhân hơn. Ví dụ có thường là máy thở thông thường người ta có thể đặt đến đây, vị trí ở chỗ Y này là rất là tốt. Nhưng mà những cái biện pháp gần đây ấy, người ta có thể đặt cái cảm biến nó đó vào cái đầu trong của ống nội khí quản để đo được gần với phổi bệnh nhân. Như vậy việc mà chúng ta chuyển cái cảm biến về áp lực càng về gần với phổi thì chúng ta càng đo được các cái thông số chính xác. Và chính xác là vì sao? Vì nó đã tránh được những cái sự cản trở trên đường khí, chính là sức cản của động tạng. Và cái thiết bị nó tương tự như vậy. Chúng ta nhìn thấy có ống thông áp lực thì chúng ta sẽ để đi sâu ở bên trong, và chúng ta phải đặt một cái đầu đo về các cái vào bên trong. Đây là thông qua một cái giống như cái ca đi vào trong này. Và nếu chúng ta đo được các cái thông số như vậy thì trên một số máy thì chúng ta sẽ nhìn thấy có thể vẽ được cái đường cong áp lực và dòng chảy cũng như là áp lực theo thể tích. Thì chúng ta nhờ đó chúng ta có thể tính được những cái thay đổi khi mà chúng ta cài đặt các thông số máy thở. Và đặc biệt là trên các cái máy thở thì cái việc mà chúng ta có thể lưu lại được cái lịch sử đo và so sánh các lần đo với nhau, sẽ có thể sử dụng cái con trỏ, chúng ta có thể tính được sự thay đổi đó trên cái cơ học phổi, hay là thay đổi theo cái sự cài đặt thông số mới của chúng ta. Và nếu mà chúng ta làm cái việc mà đưa dần cái áp lực, đo áp lực đó gần với bệnh nhân đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái đây là một cái hình mô phỏng cho chúng ta thấy được cái sự thay đổi về cái vòng lặp PV ở trong trường hợp thứ nhất là màu đen, là cái vòng lặp PV mà khi mà chúng ta đo bằng các cái cảm biến ở trong máy thở, và cái vòng đọc PV màu đỏ là cái mà chúng ta đo được khi mà chúng ta đưa cái cảm biến đó gần với phổi bệnh nhân nhé. Và nếu mà chúng ta thấy rằng là gì, càng ngày cái việc mà cái vòng lặp nó càng hẹp lại, điều đó chứng tỏ là gì, vòng lặp mà nó hẹp thì cái sức cản đường thở đã được triệt tiêu, vậy càng đi sâu vào phổi thì nó càng hẹp.
Và nếu chúng ta nhìn thấy trên đây thể hiện rất là rõ cái điều đó. Tức là nếu như cái vòng lặp mà bình thường ấy, chúng ta nhìn thấy nó sẽ là cái hình bên ngoài này, tức là đo trong máy thở. Còn vòng lặp mà chúng ta đưa gần về phổi thì nó sẽ giống như hình này, nó gần với cái tình trạng phổi của bệnh nhân, đi gần với cái não của bệnh nhân hơn. Và nhờ cái việc đo vòng lặp như vậy, chúng ta cũng thể có thể tách được cái nhóm bệnh nhân là có thể huy động được phổi và bệnh nhân không huy động phổi. Ví dụ sau khi chúng ta can thiệp và cái phổi bệnh nhân nó theo cái hướng là như thế này, như cái màu xanh này, chứng tỏ là gì ạ? Cái thể tích nó được cải thiện với cùng một đơn vị áp lực. Thì đây là một cái nhóm gọi là bệnh nhân có thể phổi được huy động. Và cái nhóm màu đỏ là gì? Cùng cái áp lực đó thôi, nhưng mà thể tích rất là thấp, thì nhóm này được gọi là nhóm không huy động được và phổi. Và việc mà chúng ta khi mà chúng ta thở máy cho bệnh nhân nào đấy, thì câu hỏi được đặt ra, chúng ta phải trả lời ấy, là bệnh nhân đấy cái phổi có huy động được không. Nếu phổi huy động được thì chúng ta phải áp dụng những biện pháp huy động phổi, còn phổi không huy động được thì chúng ta bỏ các động tác huy động phổi đi, đúng không ạ? Chúng ta không cần phải tiến hành, vì đa phần các biện pháp huy động phổi là biện pháp gây nguy hiểm cho phổi, ví dụ như gây ra tràn khí màng phổi và gây ra rối loạn về huyết động. Những biện pháp đó chúng ta đều biết rồi. Và đây là một số cái nghiên cứu nói về bệnh huy động phổi, và cái mức trung bình mà người ta thấy rằng là cái huy động phổi được gọi là nhóm huy động phổi là khi mà chúng ta sử dụng các biện pháp mà cái thể tích phổi nó thay đổi khoảng 20%, tương ứng với một con số bình thường là khoảng 150 cc trong một lần huy động, thì chúng ta biết là phổi được gọi là huy động. Thì đây là một số cái hình ảnh về chúng ta nói thêm. Ngoài ra thì các nghiên cứu khác thì cũng sử dụng cái đường vòng vòng lặp và PV đó để chúng ta đánh giá xem là với các cái thể tích và áp lực khác nhau mà chúng ta sử dụng, thì cái thay đổi về thể sử dụng các cái mức áp lực khác nhau thì thay đổi về thể tích ra sao, và sự thay đổi về thể tích đó chính là cái thể tích mà chúng ta huy động. Ví dụ như một cái điều mà rất nhiều cái khi nói về kỹ thuật người ta trăn trở là gì, nếu mà chúng ta đo được cái vòng lặp PV theo cái biểu đồ diễn biến ấy, thì chúng ta biết là nó phải mất thời gian. Và cái phương pháp kinh điển là sử dụng một cái siêu xi lanh, cái xi lanh rất to khoảng 1 lít, để người ta bơm dần, cứ bơm 100 một và phổi người ta đo cái sự thay đổi về áp lực, và chúng ta vẽ được cái đường cong như vậy. Nhưng mà cái biện pháp đó thì không thể thực hiện trên bệnh nhân ARDS, và rất nhiều máy thở có cái tính năng để đo và xác định được vòng lặp PV và xác định điểm uốn. Thì cái việc đo đó nó có ảnh hưởng đến bệnh nhân không, vì nó cần cái thời gian. Ví dụ đo P-plateau chúng ta phải nín thở ở cuối thì thở vào chẳng hạn, thì lúc đó mất thời gian như vậy thì bệnh nhân có bị ảnh hưởng không. Thì cái nghiên cứu này, nghiên cứu cũng tương đối cổ rồi, năm 2006, của những tác giả rất là nổi tiếng như Norang Papazian đấy, thì là những tác giả rất là nổi tiếng về mặt cơ học phổi. Thì họ tiến hành đo giữa các cái bệnh nhân ARDS khác nhau, nhóm chứng và cái nhóm mà có thể áp dụng bằng cái biện pháp đo kinh điển và biện pháp đo bằng trên máy thở. Thì người ta thấy rằng là nếu như ở cái nhóm mà đo trên máy thở thì phần lớn các bệnh nhân của chúng ta là không bị giảm về cái chỉ số P/F, không giảm P/F, thậm chí là gì, còn thậm chí còn tăng lên về chỉ số P/F. Do đó mà chúng ta không quá là sợ hãi khi mà chúng ta cần phải triển khai cái vòng lặp, triển khai những cái kỹ thuật để đo, để vẽ cái vòng lặp PV trên bệnh nhân của chúng ta. Và nhiều nghiên cứu ở Việt Nam chúng ta đã cho thấy rằng là cái khả năng thành công của việc đo đó ở trên rất nhiều các cái máy thở có thể đạt từ 60 đến 70% thành công sử dụng vòng lặp PV để chúng ta định hướng. Và việc áp dụng cái vòng lặp PV trên bệnh nhân ấy, thì đây là một trong cái ví dụ tôi cũng đưa ra để mọi người thấy được một bên là người ta so sánh giữa các cái vùng phổi trên chụp CT, và việc áp dụng các cái mức píp khác nhau nó có mở cái vùng phổi đấy không. Thì đây, nghiên cứu này nó rất bài bản, và do các cái chuyên gia trong đó, thì chúng ta nhìn thấy đây ông Jean-Michel Constantin đã là một trong những cái giáo sư Pháp đã sang Việt Nam để trình bày về các cái chủ đề liên quan ARDS. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là theo cái quy trình của nghiên cứu ở bên trái, chúng ta không có thời gian để phân tích kỹ về quy trình, nhưng chúng ta sẽ nhìn ở hình bên phải, sẽ thấy là hai cái thời điểm khác nhau giữa việc là đạt píp bằng zero và có píp, thì cái sự thay đổi thì có thể vẽ được trên đường cong, và sự thay đổi đó người ta sẽ sự chênh lệch giữa hai cái sự thay đổi đó chính là cái thể tích huy động ở trong phổi có thể đạt được, chúng ta có thể tính được điều đó. Các nghiên cứu khác thì cũng tương tự như vậy, cho thấy là nếu việc đặt píp là rất là quan trọng cho vấn đề huy động phổi, và nhờ cái vòng lọc PV chúng ta có thể xác định được cái hình ảnh đó. Một số các nghiên cứu về mặt gần đây ấy, thì người ta thấy rằng là rõ ràng chúng ta áp dụng một cái vòng lọc PV để xem là đương nhiên là về hiệu quả cài đặt chúng ta sẽ cải thiện rất là tốt với cái việc mà cài đặt cho bệnh nhân, nhưng nó có cải thiện về tỷ lệ
tử vong hay không. Thì cái nghiên cứu, đây là một cái nghiên cứu cũng rất là gần đây, là năm 2020, đăng trên một tạp chí uy tín của Hội Hồi sức, đó là Intensive Care Medicine. Thì họ có rất nhiều nghiên cứu ở đây, là có tới 837 nghiên cứu nói về cái chủ đề này, nhưng họ chỉ đưa ra được có 21 nghiên cứu có đủ tiêu chuẩn và về cái việc mà đánh giá về cái tiên lượng của bệnh nhân sau khi chúng ta cài đặt vòng, cài đặt PEEP dựa vào vòng vòng lặp PV. Thì thấy rằng là đầu tiên ấy, thì chúng ta có thể chia ra được cái nhóm được gọi là nhóm huy động phổi và nhóm không huy động phổi. Thì nhờ cái việc mà chúng ta sử dụng vòng lặp PV, chúng ta sẽ xác định được cái nhóm đó, nhóm nào huy động được và nhóm nào không thể huy động được. Thì cái việc đầu tiên là như vậy, thì thấy trong các nghiên cứu đều thấy được điểm đó rất là rõ ràng. Cái điều thứ hai là việc mà chúng ta huy động sử dụng PV thì rõ ràng nó sẽ cải thiện rất nhiều về cái các cái tỷ lệ về oxy và oxy và P trên F của bệnh nhân được cải thiện, đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân mà P trên F của bệnh nhân ở mức độ là thấp ý, thì chúng ta thấy rằng là có thể là hỗ trợ được trong cái việc mà chúng ta cải thiện được cái việc cài đặt thông số máy thở. Tuy nhiên thì thật cải thiện tỷ lệ tử vong ấy, thì đây là một cái chủ đề là thấy rằng là không cải thiện tỷ lệ tử vong. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây là cái mức độ là nó không vượt qua được cái, có vẻ như nó cải thiện được nhưng mà nó rõ ràng là nó không không vượt qua về mặt thống kê. Đấy là một trong những cái mà chúng ta có thể cần nghiên cứu nhiều hơn trong những nghiên cứu ở trong tương lai. Thế thì một cái trong cái vấn đề mà điều trị bệnh nhân ARDS, thì gần đây chúng ta nói về cái vấn đề cá thể hóa trên bệnh nhân và cài đặt thông số nào cho nó phù hợp. Thì đây là một loạt những cái giải pháp người ta đưa ra, trong đó có việc chúng ta phải theo dõi bệnh nhân, rồi chúng ta đặt VT thấp, chúng ta đảm bảo áp lực P plateau, áp lực đẩy vào và đo cái áp lực xuyên phổi, là một trong những kỹ thuật người ta đưa ra gần đây để chúng ta có thể cá thể hóa trong cái vấn đề điều trị bệnh nhân. Vậy thì để kết luận, tôi có mấy cái điểm sau đây. Thứ nhất ấy, là đánh giá cơ học phổi là một cái việc mà rất là cần thiết, quan trọng để chúng ta có thể có những biện pháp can thiệp cho bệnh nhân kịp thời, cho những bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ARDS. Thứ hai là đo áp lực thực quản để tính áp lực xuyên phổi, và sử dụng vòng lọc PV là những kỹ thuật có thể triển khai tại giường, nhưng tất nhiên nó phải có những yêu cầu về mặt kỹ thuật. Ví dụ như yêu cầu đặt, chúng ta phải có những vật tư tiêu hao như cái bóng thực quản, chúng ta phải đặt cái vị trí đó rất là chính xác. Chúng ta cần phải có những vật tư tiêu hao như các cái đầu đo, các cái cảm biến có thể đo được ở gần bệnh nhân nhất. Ví dụ như chúng ta áp dụng các cái catheter đưa vào đầu trong của của ống nội quản, chúng ta có thể đo được vòng lọc PV. Các nghiên cứu thì cho kết quả nó không thống nhất, có những nghiên cứu thì có thấy hiệu quả về mặt cải thiện tiên lượng kết cục của bệnh nhân, nhưng có những nghiên cứu thì cho chúng ta những cái kết quả mà không mà khả quan. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta biết là nếu chúng ta theo dõi tốt hơn, điều trị tốt hơn và đặc biệt là tạo cho chúng ta cái sự tự tin hơn, thì đấy là một trong những cái rất là quan trọng trong vấn đề thực hành lâm sàng. Và hiện nay thì các kỹ thuật gì thì gì, chúng ta biết là ngoài những cái việc mà đưa ra quy trình theo dõi chuẩn và điều trị chuẩn, thì chúng ta vẫn có những cái tính chất gọi là cá thể hóa theo cái từng bệnh nhân một, để đặc biệt là bệnh nhân ARDS trong vấn đề điều trị bệnh nhân như vậy thì rất là khó khăn, cần cái sự tinh chỉnh của chúng ta tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô và các bạn đồng nghiệp.